xin chào tất cả các quý phụ huynh cùng tất cả các em học sinh yêu quý Khi mà quý phụ huynh cùng tất cả các em học sinh đang xem video này Thì thầy tin rằng quý phụ huynh cũng như tất cả các em học sinh đã tìm hiểu, đã biết về toliha.vn toliha.vn là một website chuyên cung cấp tất cả các bài giảng trực tuyến online Cho tất cả các em học sinh trên cả nước từ lớp 2 cho tới lớp 12 ba khối học đúng không các em? Đấy, khối tiểu học này, khối trung học cơ sở này và khối trung học phổ thông. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid vừa rồi, tolia.vn là website đầu tiên đi đầu trong việc là đồng hành với tất cả các học sinh trên cả nước, 63 tỉnh thành, đồng hành miễn phí tất cả các bài giảng online để các bạn học sinh ngoài việc là học trên trường, trên lớp thì có những cái bài giảng mà hỗ trợ các bạn học tại nhà, hiểu sâu, hiểu chắc kiến thức hơn nữa. Và thầy có thể nói qua cho các bạn Ví dụ như Ở khối tiểu học thì trên toliha.vn Có các bộ môn kể tới Ví dụ như toán này tiếng Việt của các thầy cô rất nhiều làm kinh nghiệm. Thầy có thể kể tới cho các bạn đó là của cô Chu Ai Thu này, cô Ngọc Lan. Những cô giáo mà có bề dày kinh nghiệm rất rất nhiều năm đã từng tham gia giảng dạy và cô vẫn trên các đài truyền hình ví dụ như là truyền hình Hà Nội chẳng hạn trong đợt dịch covid được rồi nếu các bạn để ý thì hầu như các cô đã tham gia thường xuyên thường xuyên đó các bạn chú ý nhé và bài giảng bài giảng thiết kế bài giảng của toliha.vn có sự khác biệt hoàn toàn với những website online hiện hành đặc biệt với khối tiểu học thì bài giảng của toliha.vn luôn có sự gần gũi không gây sự nhàm chán cho các con tuổi nhỏ và đương nhiên như thế là đã, đã đủ rồi về phần kiến thức thì không bao giờ các bạn hay quý phụ huynh phải lo. Về phần kiến thức thì tất cả các bộ môn từ tiểu học đến trung học cơ sở, đến trung học phổ thông thì toliha.vn luôn có một hội đồng về cố vấn về kiến thức. Hội đồng thẩm định về kiến thức là một này. À tất cả các thầy cô luôn luôn trau chuốt trong từng bài giảng, sự chuẩn bị bài giảng. Đấy, để gì ạ? Kiến thức luôn luôn gì ạ? Gần gũi với sách giáo khoa. Hiện hành gần như song hành 100% trong sách giáo khoa hiện nay để tất cả các quý phụ huynh cùng như tất cả các học sinh có sự yên tâm khi đăng ký bài giảng trên toliha.vn Về khối trung học cơ sở thì trên toliha.vn có các bộ môn kể tới như toán, này, ngữ văn, này, vật lý và hóa học Thầy có thể kể tới một số thầy cô trên bộ môn đó của khối trung học cơ sở như môn toán của thầy, thầy Trung này, môn lý của thầy giáo tiến sĩ Nguyễn Hữu Tình này, à, môn hóa học, môn ngữ văn, môn học của thầy Dương Tiến Tài này, môn ngữ văn thì của cô Thu này và thầy xin giới thiệu tiếp cho các bạn đến khối trung học phổ thông. Khối trung phổ thông thì trên toliha.vn có các bộ môn sau. Thứ nhất, toán, vật lý, hóa học và ngữ văn. Với môn toán của khối trung học phổ thông phải kể tới các thầy cô như thầy Cao Phi này, thầy Nguyễn Chiến này, môn vật lý thì có thầy Ngọc Hưng và thầy Phạm Văn Thọ đảm nhiệm môn vật lý. Còn môn hóa học thì có thầy Dương Tiến Tài này. Thì những thầy cô đó sẽ đồng hành cùng tất cả các bạn học sinh trung học phổ thông từ lớp 10 cho đến lớp 12. Và thầy xin giới thiệu với các bạn về khoa học vật lý của của thầy. Trên toly2 vn thì thầy đảm nhiệm môn vật lý lớp 10 và lớp 12. Hiện tại thầy có các bài giảng đó và cấu trúc chương trình thì các em nhớ là tất cả các thầy cô nói chung và thầy nói riêng thì cấu trúc chương trình luôn đi theo một cái form đó là gì? Kiến thức phải đi đúng, đủ theo sách giáo khoa hiện hành. Và đương nhiên sự đúng đủ đó sẽ được mở rộng ở các chuyên đề. Và thầy cũng vậy. Với chương trình vật lý lớp 10, thầy luôn có các bài giảng gần gũi, không gây nhàm chán cho học sinh và đi từ sách giáo khoa cơ bản đến các bài tập trong sách giáo khoa nâng cao sự giao thoa kiến thức của hai loại sách giáo khoa này với nhau với nhau sau đó sau mỗi chương thì các bạn học sinh lớp 10 sẽ được thầy tổng hợp lại những vấn đề quan trọng của chương đó vấn đề quan trọng của chương đó và thầy sẽ phát triển thêm cả chương đó những bài tập nâng cao những bài tập nâng cao phát triển thêm nhé các bạn chú ý đầu tiên đi từ sách giáo khoa này sách giáo khoa cơ bản sau đó có sự giao thoa kiến thức với sách giáo khoa nâng cao giải tất cả các bài tập trong sách giáo khoa cơ bản sách giáo khoa nâng cao và sách bài tập sách bài tập vật lý sau khi xong rồi thì cuối mỗi chương các con chú ý nhé cuối mỗi chương thì thầy lại có một video bài giảng nói riêng để tổng hợp lại phần kiến thức mà các con đã học trong cái chương đó tổng hợp xong thầy sẽ có những video phát triển chúng phát triển chúng theo lối tư duy kiến thức mất đi tư duy ở lại đó là cái mà thầy muốn truyền đạt với các bạn mình phát triển thêm về tư duy để các con gì ạ va chạm rất nhiều cái kiến thức khác đó để các con có thể học lên cao lên kiến thức 11 12 sau này đi liền với tư duy của thầy và các bạn Được chưa rồi với các con lớp 10 lớp 10 12 thì thầy có cái lộ trình học như sau khác hoàn toàn với lớp 10 nhé bởi vì sao lớp 12 là bản nề để các bạn đi vào uh, các cuộc thi quyết định của đời mình thì lớp 12 có sự uh, thầy thay đổi lộ trình một chút đó là gì à ban đầu sẽ là bài giảng về lý thuyết bởi vì vật lý thì những cái lý thuyết về vật lý các bạn đòi hỏi là đúng đủ và chắc thì nên lý thuyết rất là quan trọng các con chú ý cho thầy là trong đề thi thì những câu bài tập khó những câu bài tập dễ và những câu lý thuyết nó đều cùng một thang điểm đều là 0,25 điểm thế thì nếu như bạn làm đúng một câu bài tập khó mà lại làm sai một bài tập dễ hay là sai một câu lý thuyết thì có nghĩa là chả có gì khác nhau cả. Đúng chưa? Thế nên thầy luôn xây dựng đó là gì? Em muốn đạt được điểm 9 trong đề thi đại học thì việc đầu tiên em phải đạt điểm 7. Việc đầu tiên phải đạt điểm 7. Và muốn đạt điểm 7 thì em phải chạm được cái kiến thức về lý thuyết vật lý. Lý thuyết. Sau đó thầy xây dựng nhé, thứ nhất là lý thuyết này, bài giảng về lý thuyết Sau đó, phần lý thuyết này đã được trình bày ở trên slide cũng như thầy nói thêm kết hợp với bảng viết viết bảng đúng không nhỉ sau khi xong phần lý thuyết này thầy mới đưa ra tất cả các dạng bài tập của cái phần kiến thức đó và các dạng bài tập này thì thầy sẽ tổng hợp cho các bạn biết là à cách giải nhanh nhất cách giải chuẩn mực của dạng bài tập này ra làm sao sau khi tổng hợp cách giải xong thì thầy mới đưa ra các ví dụ đặc biệt với học sinh lớp 12 khi tham gia khoa học online của thầy thì có trong một bài giảng có rất rất nhiều các ví dụ minh họa các em chú ý nhé. Có những bài chạm tới 20 hay 25 ví dụ. Vậy thì tại sao nhiều như thế? Tại sao nhiều như thế? Có sự khác biệt hoàn toàn các bạn các bạn chú ý nhé. Những trang online bình thường, các trang online khác thì có chỉ khoảng 4 5 ví dụ là nhiều rồi. Nhưng thầy có thể chạm cho các bạn tới 20 25 ví dụ. Tại sao nhiều như thế? À. Có rất nhiều cái bạn bảo cho thầy là thầy ơi nhiều thế em học chán, học nhàm. Không, các bạn chú ý. Các bạn cố gắng một chút. Chúng ta cố gắng ngày hôm nay cố gắng 5%, ngày mai cố gắng thêm một chút, thêm một chút, thêm một chút thôi thì các bạn sẽ cố gắng lên thành 200% được. Tại sao nhiều như thế thầy sẽ trả lời câu hỏi này đối với các bạn học sinh lớp 12? Bởi vì sao? Với từng đó ví dụ đã bao quát tất cả các câu hỏi có thể có trong chương trình thi hiện hành của các bạn có thể có để các bạn có thể chạm được những cái mức điểm mà mình mong muốn. Với các bạn lười làm bài tập về nhà thì chỉ cần xem hết ví dụ đó thôi những bạn thông minh nhá chỉ cần xem hết ví dụ đó thôi là các bạn có thể chạm được các bài tập khác mà không cần phải phải làm nhiều bài tập đó mình vẫn có thời gian để ôn tập các môn khác vẫn có thời gian đi chơi nghỉ ngơi chỉ cần xem hết video thôi đúng nhỉ hết ví dụ minh họa đó còn tất nhiên cái lộ trình mà thầy xây dựng thì có một vài bước sau các bước sau các bạn nhớ này bước thứ nhất học video lý thuyết bước thứ hai học các phương pháp giải của tất cả các dạng bài tập Bước thứ ba Nghe các ví dụ minh họa Khi nghe ví dụ minh họa thì làm gì? Dừng video đó lại Dừng video đó lại Sau đó là gì ạ? À thư giải đi Sau đó thì nghe thầy hướng dẫn cách nào Thầy phân tích cách giải Đấy Sau khi xem xong ví dụ minh họa của từng dạng bài tập rồi Thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ phải làm bài tập tự luyện Bài tập tư luyện thực tế là gì? Chỉ thay số thôi mà Bởi vì đã 25 ví dụ đó đã bao quát hết rồi còn đâu Đó các bạn chú ý Thay số để mình có cái định hướng Để mình có cái định hướng là À thay số rồi Các cụ có câu chăm hay không bằng tay quen À rõ ràng học hết từng đó ví dụ rồi Thầy đã bao quát các dạng rồi Thế thì nếu như anh lại tiếp tục làm bài tập tư luyện nữa thì anh sẽ làm gì ạ? À, anh sẽ có thể giải quyết nhanh hơn Thì trắc nghiệm mà giải quyết nhanh hơn Đánh chính xác hơn Đúng chưa? Đấy. Còn tất nhiên khi mà các bạn đã đủ tư duy rồi Các bạn chỉ xem ví dụ xong thì các bạn có thể làm được rồi Nhưng rõ ràng không thể nhanh bằng anh anh luyện tập được Nhưng nếu đến bước thứ tư là luyện tập Đã đã tạ bổn rồi Thì có tiếp một cái nữa Có tiếp một cái nữa Đó là gì? Đó là các bạn lại được thầy tổng hợp lại kiến thức của từng chương Kiến thức của từng chương Chương đó cần học cái gì? Rút ra cái gì? Có ở chương sau ra làm sao? và tiếp tục phát triển các tập khó hơn. Chưa xong, chưa xong nhá. Các bạn lại tiếp tục một bước nữa. Đó là gì? Các bạn sẽ có thể làm các chuyên đề, làm các chuyên đề, chuyên đề theo từng chuyên đề để nâng cao khả năng của mình. Sau đó chạm lớp 12 tiếp thì các bạn phải làm gì ạ? À, có các đề thi thử. Các đề thi thử để các bạn làm gì ạ? Làm quen với cái gì? Không khí phòng thi, áp lực phòng thi. Và gì ạ? Không khí áp lực không chưa đủ mà cần gì ạ? à cần đó là gì ạ sự chạm tới kiến thức trong phòng thi các bạn các chuyên đề có thể giải tập rất tốt nhiều bạn giải chuyên đề rất là tốt nhưng khi mà làm bài thi các bạn lại không hề tốt bởi vì các bạn không có kỹ năng làm bài thi và đặc biệt hơn nữa là gì chuyên đề thì đâu cũng có nhưng đề thi để chạm được với đề thi của bộ tiệm cận với đề thi của bộ lại khác lại khác ở Toliha hoàn toàn có cái điều đó thì các em yên tâm khi tham gia khóa học của tất cả các bộ môn nói chung và môn vật lý của thầy nói riêng. Đấy. Thì cái tiếp theo mà thầy muốn nói với các bạn đó là gì? Là trên tulia.vn các bạn chỉ cần truy cập vào website xong, các bạn có thể nhìn vào những cái môn mà mình lựa chọn. Những môn mà mình lựa chọn có thể là toán, có thể là ngữ văn, có thể là hóa, có thể là vật lý vân vân. Đúng nhỉ? Các bạn hãy kích vào đó thì các bạn đã có cái sự hướng dẫn, hướng dẫn để chúng ta làm rồi. Không có gì cả đúng nhỉ? Và để học tốt, hãy theo nội trình mà thầy vừa hướng dẫn các bạn xong. Thầy tin rằng với từng đó lộ trình thôi, thì các bạn có thể yên tâm, quý phụ huynh có thể yên tâm khi con đăng ký khoa học trên toliha.vn. Và thầy tin rằng với sự đồng hành của toliha.vn nói chung và đồng hành của thầy nói riêng, phần bài tập tự luyện có hàng trăm hàng nghìn bài, đội ngũ cộng tác viên luôn luôn trả lời với các bạn 24 trên 24 tất cả các câu hỏi, thì không có lý do gì để các bạn có điểm kém khi tham gia toliha.vn. Và đương nhiên có một điểm mà các bạn phải nhớ là gì? Học ở trên tương 2 vn ngoài việc học điểm cao, học kiến thức thì còn học làm người. Sự gần gũi giữa thầy và trò tương tác 24 trên 24 thì có thể giúp các bạn gì ạ? À, các bạn có thể phát triển nhiều thứ hơn. Ví dụ kỹ năng về kỹ năng mềm này các bạn cần cái gì này? Vân 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 đúng chưa nhỉ? Thầy thiên rằng với từng đó thôi là các bạn đã tìm hiểu rõ hơn rồi. Hy vọng rằng thầy trò chúng ta có thể đồng hành cùng nhau trong suốt cái năm học này thầy sẽ đồng hành các bạn thầy tin rằng những gì mà Đi Ha dành cho các bạn cũng như tâm huyết mà thầy dành cho các bạn sẽ giúp các bạn chạm được vào cái ước mơ mong muốn của mình các bạn tiểu học thì ước mơ gì trung học ước mơ gì trung học phổ thông ước mơ gì tất cả các bạn đều chạm được ước mơ này thầy rất vui khi được đồng hành của các bạn và tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các bài giảng cụ thể trong khoa học của thầy tạm biệt các em